Xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ. Trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn một số dòng xe từ xe ga, xe Tay Côn đó, xe số có hết nha. Lần này thì có thêm cái lô F135 mới về khá là nhiều luôn. Vision, Future đồ ha, nhiều lắm. Anh em nào có nhu cầu mình mua dòng nào thì khó mình tham khảo cái clip nha. Thì đồng hành giới thiệu vào trong này thì có anh Dương, tôi tự giới thiệu ông mời Dương. Dạ, anh chào các chú, anh chào các bác, anh chào các con, chào quý vị quý khách đã sang chợ Bình Dương 24 giờ có việc nha. Em là Dương, cửa hàng xe máy Trùng Dương nằm ở Bình Dương, xét bên chợ Lá Hiêu, ngã tư Cộng Bố, Hoàng Cậu, Của Long nha anh em nha. Bên em là chuyên mấy dòng xe mà có đây bên đây Trùng Dương 79 nha anh em nha. Chuyên mấy cái dòng xe là Future đồ, F135 đồ, Vision đồ, các thứ clip Lê đồ, Janus đồ, Winx đồ nha, V1 đồ nha anh em, có quay rồi nha anh em nha, có quay đi làm rồi đầy đủ các dòng cho anh em luôn nha, có xe trao đổi xe luôn nha, quay game Trung Quốc gì cũng đổi nha anh em nha. Mà đặc biệt mình xe là xe chính chủ nha anh em nha, xe có hành và xe chính chủ, có đầy đủ thông tin của chủ cũ nha anh em nha. Thì giờ anh em cũng biết rồi, rút hồ sơ phải cần căn cước với lại số điện thoại nó lên cái dịch vụ công, đăng ký dịch vụ công rút hồ sơ được. Và các dòng xe mình đầy đủ hết từ trong ra ngoài hết nha anh em, xe chính chủ, xe có thể công chứng ủy quyền đồ đàng hoàng hết cho anh em nha. Đó, rất mong anh em và bà con cơ quan các ủng hộ nha. Xe là xe Ken, anh em cứ đến cái địa chỉ mà anh Việt có để hai số điện thoại trên màn hình thì rất mong anh em ủng hộ và tham khảo, cứ không mua cái không tham khảo của thoải mái nha anh em ha. Đó, xét bên cầu Phú Long, anh em hướng Củ Chi hoặc quận 12 qua nhà mình xét bên cầu Phú Long anh em, hoặc ngay trạm thu phí Mũi Tàu Lá Hiêu nha anh em ha, hoặc chợ Lá Hiêu cầu Phú Ông Bố, anh em đến alo mình gần trước anh em chừng 5 phút là tới tiệm mình nha anh em. Cứ nhớ luôn là số điện thoại về tham khảo các bạn Zalo, càng dòng nào cũng được. Rồi anh em nào có mua xe mà dù cần mua dòng nào thì có đặt cọc 1 triệu 2 triệu là ship xe luôn cho anh em các tỉnh miền Nam nha anh em nha. Rất mong anh em và còn quá ủng hộ em nha. Okay. Xe chính chủ không nha anh em nha. Anh em yên tâm. Đây là con xuống áo, em đã xuống áo nha anh em nha. Mà nhưng mà vô được chơi rất nhiều, từ mâm từ đĩa trước, ốc kiểu Olya, ốc xịn không nha anh em ha. Đầu đèn ha, led đồ này nọ đủ đầy đủ hết cho anh em ha. Led hai tầng luôn cho anh em ha. Đó. Nếu anh em nào coi cái đồ chơi mà cứ cần xe mà này nọ thì anh em khỏi cần dọn, cứ mua con xe này về đi là sử dụng thôi anh em ha. Dọn từ trong ra ngoài hết nha, từ trên xuống dưới nha anh em ha. Đó, từ đồng hồ còn Uma rất kinh luôn nha. Từ đồng hồ Uma rất kinh luôn nha anh em ha. 67N1 nha anh em ha. 67N1 nha anh em ha. Đó. Đang gan sờ ban cho anh em luôn. Con này bán 288 nha anh em ha. Heo 8.800 nha anh em ha. Anh em đang chơi gì với con này hả? Dạ, tiền dọn không mà cũng gần 20 triệu anh em. Đó, từ mâm, từ đồ, đĩa đâu. Phục đồ, phục giữa nha anh em ha. GCB nha anh em ha. Phục giữa là vô GCB luôn nha anh em ha. Đó, phục giữa nha anh em ha. Đầy đủ ốc tán mà. Ok. Ốc HCG không anh em ha. Hôm nay có con này mới về rồi nè. Dạ, con này cũng ép xuống áo rồi nha anh em ha. Đó, nhìn mình. À, xuống áo. Xuống áo nha anh em ha. Con này bán 19.800.000 nha anh em ha. 19.800.000. Nếu anh em bao hồ sơ cho anh em ha. Con này anh em là muốn về hay ra. Ra tên nó cộng phí 2 triệu nữa nha anh em ha. 2 triệu nó ra tên. Tính con xe mà xuống áo rẻ có hai mấy triệu cho anh em nha. Chưa được 21 triệu mà. Đó, các bạn nào ủng hộ có ship nha anh em ha. Con mấy cái dòng F135. Con này nè. 13.800.000 bao công chứng bao ủy quyền cho anh em luôn nha. Con này biển số 61C1 nha anh em nha. Xe chính chủ anh em yên tâm nha. Máy sim nha anh em ha. Con này máy sim 13.800.000. Đợi xe là như là 2013 nha anh em ha. Còn tiếp theo con này 2014 trắng xanh nha anh em ha. Con này bán 13.800.000 nha anh em nha. 13.800.000 nha anh em nha. Xe chính chủ đàng hoàng cho anh em ha. Con đây F biển số Sài Gòn với biển số 93/2014 18.800.000 nha anh em nha, bao công chứng bao ủy quyền, đặc biệt là xe chính chủ hết anh em yên tâm. Con này biển số Sài Gòn 59N1 nha anh em ha, xe chính chủ bao công chứng bao ủy quyền cho anh em, xe chính chủ không nha anh em, 100% nha anh em ha, 18.8 nha anh em nha, 18.800.000 bao công chứng bao ủy quyền nha anh em ha. Rồi màu vàng đen, con vàng đen máu về biển số Bình Phước, xe lan can xà beng, xe đẹp long lanh nha anh em ha. Xe này dành anh em đam mê, xe chạy 7.000 cây nha anh em ha, máy thì gầm nha anh em ha. Hàng này hàng 2X nha anh em ha. Đó. Anh em cứ chờ lâu mình làm sáng nha anh em ha. Còn tiếp theo mấy Jupiter. Jupiter bên mình rất là nhiều, từ trong ở ngoài chẳng còn mấy con nữa, cũng mới nhiều lắm cho anh em các chú các bác. Con này là bánh số An Giang nha anh em ha. Đây chùm kẻ nguyên con xe cho anh em nha. Xe mình bán 23, 23 8 nha anh em ha. 2023.
Còn đen nhám nha nè ha. Ủa bên có 22 chứ nè, con này mới 23 đăng ký 24 nè anh em ha. Màu đen đen đỏ nè. Xe này còn hết rất là khác nha anh em ha. Yamaha 7000 cây nha anh em ha. Đó, 7000 cây, hàng 2X nha anh em ha. Còn tiếp theo, 1X nè anh em. Jupiter 1667i nha. Con này mình bán 19 cũ nha anh em ha. 19 cũ. Rồi, tiếp theo con Sirius anh em. Sirius mình bán 14.500.000 2021 nha anh em ha. Màu xám cam. Của các bạn Sigurd cái phụ trợ rất nhiều nha anh em ha, phụ trợ rất nhiều, phụ trợ giờ hết cũng hơi cao đó, anh em cứ nếu tham khảo xe mới ủng hộ mấy con phụ trợ mình từ 2023 2024 nha anh em nha, xe đời cao nha, cái chú các bác xe đời cao 2024 2023 không nha, giá từ 28.800.000 cho tới 31.32.000 bao suốt hồ sơ cho anh em nha, giá là bao rút hồ sơ, bao rút hồ sơ nha anh em ha. Ở mới về xanh đá luôn nha anh em ha, mới về xanh đá 2023 xe chạy 3.000 cây nha anh em ha, xe chạy 3.000 cây số thôi nha anh em ha, xe lên cây sờ bẹt đẹp long lanh con xe này nha anh em ha, đẹp long lanh nè. Rồi bán con này 29 cũ nha anh em ha. Còn tiếp theo con biển số 60 nữa nè, từ nói chung là mấy phụ trợ rất là nhiều đây, với trong nhà đâu có nhiều, hoàng chục con thì giá nó từ 288 cho tới 31-38 rồi nha anh em ha. Đó là bao sơ cho anh em ha, bao cuốn hồ sơ cho các anh em ha. Còn hai con phụ trợ ở đây là hai cái bản này, đây là hai bản. Bản 2013 hay đó quên 2015 2017 anh em ha. Xe là đang gen sờ ban, bao anh em là không lâm đụng không té ngã gì hết, 100% nha, ít mà chắc nha anh em ha. Anh em có tham khảo ủng hộ mình. Giá con xe còn rẻ, con Sirius nó có 17.800.000 nha anh em ha. 2017 xe chùm keo nguyên con nha anh em. Máy zin hết nha anh em ha. Đó, 17.500.000 nha anh em ha. 300.000 nha anh em ha. Rồi. Xe đẹp long lanh. Tiếp tục Novo 6. Con Novo 6 nè, Novo 6 xe thẳng xe, không té không ngã. Máy hết bình nha anh em ha. Xe hết bình. Novo 6 đẹp, trắng đỏ màu rất hot nha anh em. Giá con này mình bán có 14 triệu nha anh em nha. Xe chính chủ đang về anh em yên tâm nha. Sạch sẽ xe nha, nói chung tiền nào của đó nha các anh em ơi, quý vị. Lan kèm xe bay. Tiền nào của đó nha các anh em. Rồi, tiếp tục V1 mới về. Ngày V1 mới về. 2017 nha anh em ha. Xe sáng xe sạch sẽ, không té không ngã gì hết. Bao nha, máy zin hết nha. Biển số 67V1 nha anh em ha. Bản số cũng dễ thương luôn, 61-0000-6001 nha anh em ha. Lan kèn xà bàn máy zin. Máy zin nha anh em ha. Vậy bán 20.800.000 nha anh em ha. 20.800.000. Rồi. Còn ở đây cái dòng AB mà AB đời thấp anh em. 2014 rồi nè ha. 2014 tới là 2023 rồi, 2024 nè. Kế bên, con này là 2014. Xe kim, màu kim này màu đen đồng nha anh em ha. Đen vàng đồng. Màu rất đẹp, rất sáng xe. Chìa khóa lớn, chìa khóa tìm xe lên nha anh em nha. Chìa khóa lớn nha anh em ha. Chìa khóa lớn là phải chỗ tìm xe. 17.800.000 anh em, xe chính chủ hết anh em yên tâm nha. Còn cái này ha, AB 2024 nha anh em. 2024 bản số Tây Ninh nha anh em ha. Đó, bản số Tây Ninh xe chạy 1.000 cây. Uy tín 1.000 cây bao anh em, những con xe này mình dám khẳng định nha nè. Bao không chưa có đầu đèn nha anh em, là chưa có tu hồ, anh em cứ yên tâm nha. Hàng hóa ít nha anh em ha. Còn tiếp cái dòng là màu đen trồng. Con này giá là 33.800.000 bao cút hồ sơ cho anh em ha. 33.800.000 bao cút hồ sơ cho anh em. Còn đây là 2020 con bán 36.800.000 bao cút hồ sơ cho anh em ha. 36.800.000 bao cút hồ sơ cho anh em. Đó. Rồi. Còn đây AB bản màu đen 2019 khóa smart cây cho anh em ha. Khóa smart cây đàng hoàng cho anh em. Mà xe đại chạy có 2.000 cái số nha. Bao nên là chưa lướt đầu đèn. Bao giờ chưa bao giờ có tô như anh em ha. Uy tín 100%. Tiền nào của đó nha anh em nha. Mấy con này hàng đèn tiền điện của nó anh em có tham khảo ủng hộ em nha. Hàng là ít. Còn cái hàng 2X là hai con này nè. Hai con này con chạy 7.000, con chạy 10.000 nha anh em ha. Hàng chỉ có 2X hay 27, 28, 29 triệu nha anh em. Bản đạn hot với màu là AB màu đen nhám nha anh em nha. Bao đen là chưa rớt đầu đèn nha anh em. Giúp ba ke là chưa rớt, vỏ trước vỏ sau còn nguyên còn dày cu nha anh em. Rút cái hút vô lọt nha anh em ha. Bao thầy thợ nha anh em, quy tính nha. Đó. Còn cái dòng màu đỏ này nè ha, màu đỏ bóng. Bản số con số EVN 67E1 nha anh em ha. Bán này có 23.800.000 nha anh em ha. Xe chính chủ đàng hoàng, khóa xe mắc cây luôn nha anh em nha. Khóa thông minh luôn nha anh em ha. Rồi,
đây. Đời này 2013 đó nha. Em ơi, 2013 màu đen. Màu cam đen xe này cũng màu có lịch sử, ok hết cho anh em ha. Chưa bao giờ có đâm đụng, chưa bao giờ có té ngã nha nè ha. Mình bán con này dưới giá là 17.800.000 nha anh em ha. 17.800. Xe liền lạc đẹp, lăn can sờ bán hết cho anh em ha. Còn cái dòng Louis Art đồ Vision 2019 rồi, 2013 rồi, lít đồ 2007, 2008 rồi ha. Rất là nhiều cho anh em lựa chọn. Đây là con Louis Art biển số Sài Gòn 559F1 nha anh em ha. Xe này có 8 triệu nha anh em ha. 8 triệu con xe thôi. Louis Art nó có con xe chạy đi làm thôi nha anh em ha. Có cái phục dầu luôn nha anh em. Tiếp tục Vision. Vision. Vision biển số Biên Hòa 60B3. Hoa công chứng ủy quyền cho anh em 24.500.000 nha anh em ha. Xe chính chủ đàng hoàng, đầy đủ kiếm, đầy đủ khóa, đầy đủ không thiếu gì nha anh em ha. Đây là 2019. Quy sàn kế bên là con 2019 khóa tìm khóa mắt cây khóa thông minh. Xe cũng chùm keo quy con xe luôn cho anh em ha. Biển số 61C1 mình là Bình Dương mình nha anh em ha. 98747 nha anh em nha. Hoa công chứng ủy quyền cho anh em luôn. Đó là 21.800.000 nha anh em ha. Còn tiếp theo con Quy sàn 2013 xe máy sim. Chưa bao giờ có đâm đụng, chưa bao giờ có té ngã cho con Quy sàn này nha anh em ha. Giá bán 13 cũ nha anh em ha. 13 triệu cũ, ba công chứng ủy quyền. Biển số Sài Gòn nha anh em nha. Dành cho những anh em sinh viên rồi. Mấy em học ở Sài Gòn rồi đi con này rất là ok. Mấy clip anh em. Clip 208. Có giày cũ là có con xe clip nha anh em ha. Đó. Con này là 9.800.000 nha anh em ha. Clip biển số An Giang 67N7. 9.800.000. Tiếp theo con biển số 83 7.800.000 nha anh em nha. 7.800.000 có con xe thôi. Ultimo của dòng Yamaha. Xe lùn. Chưa bao giờ có đâm đụng té ngã gì nè nha. Có cái cản nó hư tè tè, đây là cái tay nắm của cô nắm nó hư bị mòn mòn cái này thôi. Cái này là Ultimo máy xin hết nhẹ nhàng hết nha, ít cái số nữa nghe em nha. Có đầy đủ kiếm đồ cho anh em luôn, có 9.800.000 nha anh em ha. Còn cái dòng Radio bên mình thì bao la cho anh em lựa chọn nha, giá từ 38 tới 32 34 triệu nha anh em ha. Đây mình chỉ để cái, đây là có mẫu đây cho anh em thôi. Như đây là con Radio 150 2021 mẫu cũ nha anh em ha. Cái này là mẫu cũ. Mẫu cũ 2021 biển số An Giang 67G1. Mình bán 36.800.000 nha anh em ha. Đây là kế bên con này biển số 68R2. Mình bán 31.800.000 để biển số cho anh em ha. 125 khóa tiền xe nha anh em ha. Gốc chạy 7.000 cây bao anh em ô tô chưa giờ có sử dụng tu hồ gì hết nha anh em ha. Là hai con da nút bên kế bên. Nha anh em ha, hai con da nút kế bên. Con 220, con 21 nha anh em ha. Mình bán con đây là 18 cũ nha anh em, 100 cam sáp. Con đây mình bán 19 cũ nha anh em ha. Rất mong anh em và bà con cô bác ủng hộ mình nha. Cứ anh em coi video từ đầu video tới cuối video thì có kết con nào có nói con đó trên cái màn hình, có để số điện thoại anh em cứ kết bạn mình gửi, sẽ gửi mẫu cho anh em coi nha anh em. Còn anh em muốn cần ship xe thì cứ đặt cọc 1 triệu là ship xe cho các anh em nha, các chú các bác nha. Các tỉnh miền Nam cho chú các bác luôn nha. Đây mấy cái mẫu đây là Jupiter quay A nha anh em ha, biển số 67. Con này mình bán 15.200.000 nha anh em nha. Có vô một số đồ là phụ quay dạng hy vọng kêu quay Thái, anh này cũng giật mua mới hy vọng quay Thái vô mâm để quên đeo vô cái cốt đồ đầy đủ nhiều lắm nha anh em ha. 15.2 con quay đi làm 9.2 anh em ha. 9.2 con quay RSX 2015. Con đây là con Jupiter 8.5 gửi nha anh em ha. Con đây con Jupiter dọn full vàng áo, dọn full đồ mới, đồ xé bọc nha anh em nha. Đồ xé có bọc mua bọc hãng hết nha. Từ cầm công tắc, từ bao tay, từ tay thắng, từ cái càng số, càng thắng gì là anh dọn mới hết. Anh bỏ đồ cũ hết cho anh em ha. 13 cũ con xe là thôi nha anh em ha. Ok. Sô nít, cái dòng sô nít bên đây. Sô nít này nè nè. 31.800.000, xe chạy 3.000 cây số nha anh em nha. Biển số An Giang. Còn con này biển số 83. Xe chạy 5.000 cây số cho anh em ha. Bao anh em là ô lô chưa bị ớt nha anh em. Cái kinh bon yên tâm. Mấy chiếc ngủ cái yên tâm, mấy giống dòng này máy xin hết cho anh em ha. Đúng 5.000 cây số. 318 3 gú hồ sơ cho anh em. Tiếp tục. Con này dọn nha anh em ha. Bữa nào mình sẽ để ra tiếp đó hoài cho anh em coi. Con này máy vô địch. Có dọn đồ full đồ hết, ốc titan rồi con thứ ha. Full đồ hết cho anh em ha. Bữa nào mình sẽ để hoài cho anh em coi. Quay cho anh em coi có hình chi tiết anh em cần cái mình gửi hình chi tiết cho anh em coi. 31.800.000 luôn nha. 31.800.000 con đó đồ chơi cũng luôn ạ. Dạ coi
Jupiter nữa nè mọi người. Jupiter bản này bản số 66 này nè ha. Mình bán con này 22.800.000 nha anh em ha. Còn con kế bên 1.000 cây số bản số 60 60B7 anh em nha, 85778. Hàng này hàng 2X cho anh em ha. Còn tiếp theo con bên đây, con đây là mình bán Jupiter đời này 2022 màu đỏ nhám nha anh em ha. Xe chạy 9.600 108 cây. Là bán con này giá 20.800.000 bao gút hồ sơ cho anh em nha. Hồ sơ đang bỏ gút rồi. Tiếp tục Jupiter màu bạc. Jupiter màu bạc nha anh em, bản số 64 nha anh em ha. 64F1. Con này mình bán giá 28 nha anh em ha. Jupiter 22.800. Còn kế bên con số 67E1 là châu đốc 218 nha anh em, 21.800. Rất nhiều dòng Jupiter cho anh em, giá từ 19 cho tới 21, 22, 24 triệu nha anh em nha. Xe tùy theo dòng 1-2.000 cây, 2-3.000 cây, anh em cứ yên tâm đầy đủ dòng. Còn tiếp theo với dòng nghẹt nữa nè, dòng nghẹt Winner X V2 đồ anh em. Đây là nghẹt 2022 nha anh em ha. Xe này chạy 3.000 cây số, bao anh em chưa gớt đồ nha anh em ha. Mình bán con này 31.800.000 bao gút thôi cho anh em ha. Còn tiếp theo là Winner. Winner là bản này, y xe này trúng này mua vậy trầm mệt không có đi nha anh em ha. Thẳng xe đẹp, xe không dứt chạy bom nha, mi con xe mới 2.800 cây của xe này thôi nha anh em ha. 66LA 20.800.000 nha anh em ha. Nói chung là những xe mới nha mọi người. Dạ. Rồi bên này. Còn tiếp theo con bên đây 66H1 66H1 nha anh em ha. Này bản này bản carbon, bản đường đua đó nè. Bản đường đua ngày xưa cũng hot lắm, cũng 4 mấy triệu. Này mà đi 2.900 nha anh em ha. Đặc biệt máy riêng hết nha anh em, yên tâm nha. Không dính chày, không đâm đụng nha anh em. Hàng tuyển chọn, hàng hot nha anh em ha. Hàng này hàng stop. Chưa bao giờ có đồ đạn, chưa bao giờ có tiền. Mình bán con này giá 21.800 nha anh em ha. Rồi. Còn các dòng con Winner bên đây bản này bản color đỏ, color sọc đỏ như này. Mình có cái phá vô cái phá mắc cây luôn, phá thông minh như này. V2 mà vô cái phá mắc cây 3 nút luôn như em gọi theo kiểu SH đó nha anh em ha. Mình bán 20.800.000 nha anh em ha. 20.800. Còn tiếp theo mấy cái dòng từ đây vô đây, từ đây vô đây nha anh em ha. Giá 4 con này đồng giá có 19.800.000 con, anh em muốn lựa nào lựa. Xe chính chủ, căn cước chủ đầy đủ nha anh em, yên tâm nha. Bằng rẻ con xin cút đó. V2 mà có 19.800.000 một con nha anh em ha. Biển số đâu, đọc biển số chứ. Dạ. Con này là này cả, mình bán con này biển số 95B1 nha anh em ha. Con này nè nha. Con này biển số 74D1. Con này biển số 69D1, 69 nè. Bản này bị swap rồi nghe Jackson đó nè. Còn con này biển số 67H1 nha anh em ha. 19.800 đồng giá hết cho anh em ha. Còn con đây là bản này bản CTS bên V3 hàng xe 6.000 cây số nha anh em ha. Bản 2023 25.800.000 bao gút hồ sơ cho anh em. Dạ đúng, 25.800.000 bao gút hồ sơ cho anh em ha. Còn đây nữa nè, mấy dòng ở đây nè anh em, từ trục hẹt đồ nè, đầy đủ anh em ha, có này có kia hết luôn nè, từ đời cao từ đời thấp hết. Có hẹt bản số 67D1 nữa nè. D1 là đời 25.000 cây. Mình bán con này giá là 29.800.000 nha anh em. 28. Đúng 5.000 cây nha anh em nha. Hồi là đen đồng nha anh em ha. Rồi màu trắng. Em màu trắng, xe đúng 5.000 rồi. Bắt ô đô cho anh em. Mấy con này cũng nhiều anh em nói là 5.000 tấn. Bản này 2018 nha anh em ha. Hai con này là 2018 nha anh em ha. Hai con này anh em thích thì coi hai con này, có coi cái gỡ duy giới với lại cho anh em coi báo giá như này ha. Đó, chứ mình báo giá này thì lúc tên chút mình có. Nói chung á, hai con này là chưa ô đô, chưa giờ góp, chưa giờ đâm đụng xe phục xe và giấy xe trùm mền anh em ha. Còn tiếp theo con bên đây, con bên đây là con bản số 67E1 luôn như này ha. Mình bên đây phái một bản số 67 sạch sẽ, xe sạch sẽ, mấy người ăn viên ok thương như này ha. Còn đây là bán mắc kinh hàng Indonesia, xe đang trang sầu ăn hết như anh em nha. Mấy cái ốc với lại mấy cái đồ này nhúng hết anh em ha, nhúng carbon hết, toàn bộ là nhúng carbon hết cho các anh em ha, nhúng carbon hết cho anh em ha. Có vô bốn ốc này nọ rồi, hàng 2X cho anh em ha. Còn tiếp theo con đây
biển số 84 Cao Bọ 23 triệu 800 ngàn nha anh em, 238 còn tiếp theo còn 2018 có mâm đồ vô mâm đồ đó, có mâm đồ xe sạch sẽ chưa tán ngã gì máy xin hết nha anh em nha, giá mình quán 168 nha anh em nha, 16 triệu 800. Còn tiếp theo con mắt kinh màu vàng đen này nè, vàng xám nha anh em, mắt kinh đó, giờ hồ sơ bỏ bút cho anh em là mình bán 238 nha anh em nha, bỏ bút hồ sơ cho anh em nha. Coi xuống dưới này thì có Winner V1 nè anh em, Winner V1 mấy anh em, bên mới một đây là cái con này là máy xin hết toàn bộ hay máy xin hết cho anh em ha, con biển số 70 là 2018 máy xin xe chính chủ hết đàng hoàng cho anh em, 70E1 con này 778D1 cho anh em, đồng giá cứ 17 triệu 800 ngàn bao em để số cho anh em ha, 17 triệu 800 cho anh em ha. Còn tiếp theo con màu vàng đen đây bên đây, tiếp theo con màu vàng đen đây là 73C1, mình bán con này giá là 20 triệu 800 ngàn cho anh em nha, xe 2018 bản số 73 xe chính chủ đàng hoàng, dàn áo chưa bây giờ có giúp chạy chưa bây giờ giúp sướng nha anh em nha. Ok, long lanh con xe máy xin hết nha anh em nha, toàn bộ là máy xin đó, các con nhanh tiếp tục basic nè, ông basic 2010 xe liền là xe không thấy nhã nha anh em nha, chưa bao giờ con bao con chú thì chưa bao giờ có đâm đụng, chưa bao giờ có giúp chạy chưa gì có giúp sơ dặn cho con xe này luôn nha cái chú, đẹp long lanh hết hả, không có gì mà có giúp chạy nên cái chú yên tâm nha. Bán con xe này giá là 20 triệu 8 21 triệu 800 ok, R15 là của đó đó cái chú, R15 xe này chạy tới 810-17 cây số nha anh em ha, 2023 luôn nha anh em ha, con này đang 23 luôn á, mình bán 43 triệu 800 ngàn bao vốn một sơ nha anh em ha. Còn tiếp con theo bên này con đây R15 bản số 84 con xe chạy 9 ngàn, mình bán con này 31 triệu 800 ngàn bao vốn một sơ cho anh em ha, 31 triệu 800. Còn tiếp theo là con biển số 66 xe tải 8 ngàn mấy cây nha anh em ha, 8 ngàn mấy cây số nha anh em, bao vốn hồ sơ cho nên là 36 triệu 800 ngàn nha anh em ha. Rồi phía dưới này nữa nè, R15 màu đen luôn nè, ít mình chắc cho anh em, ít và đẹp lên cho quay luôn mới R15 nè, quay luôn mới R15 luôn, R15 bên đây màu đen đỏ nha anh em nha, xe số 67 xe chạy 8 ngàn 959 cây số nha anh em ha, xe đẹp long lanh không được có làm động té nhẽ gì giống mấy con xe này nha anh em nha, bao anh em tại những anh em chơi trong này là anh em có sành sỏi rất là biết, em hiểu về mô tô rất là nhiều, mình bán 36 triệu 800 ngàn bao vốn hồ sơ nha anh em ha. Đó, rồi màu màu đen nữa nè, màu đen nữa nè, 9 ngàn 916 cây, mình bán con này giá 43 triệu 800 ngàn bao vốn hồ sơ nha anh em ha. Còn rồi, tiếp màu vàng xám, màu vàng xám, màu vàng xám bên đây 3 ngàn cây, 2021 biển số nhân viên, mình bán con này giá là 40 triệu 800 ngàn bao vốn hồ sơ cho anh em, đây CBR biển số Phú Yên nha anh em ha, 44 triệu 800 ngàn bao vốn hồ sơ cho anh em ha, xe màu HTC đẹp lắm nha anh em ha. Đó, còn có đây CBR cái mẫu này mẫu cũ mà có bản ABS nha anh em ha, mình bán con này thì nay rồi bán 36 triệu 800 ngàn nha anh em nha, nó xe đẹp lan can sờ bạc đó anh em, là có thích ở dù ship xe rồi cái vấn đề mà gia tên rồi mình hỗ trợ hết gia cho anh em luôn nha, bên mình có tài xe chính chủ anh em cứ yên tâm cái vấn đề đó nha, còn có hàng bao hàng một đó một từ những con xe này ha, một đó một anh em, máy zin hay té nhẹ tôi chắc cả đó rồi tất hệ nha, hàng chắc anh em ha. Ok, thì đó là giá xe á, anh em mua thì liên hệ qua số gọi là 0929 á 1129 hoặc là 0937227978 á. Thôi cảm ơn anh chị bạn đã xem clip á, bây giờ gặp lại chào anh em, chào anh Trung, chào các bác, chào cái chú ngủ nha.